mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm, ác niệm đều do tâm sinh, vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát, tu trong từng cử tâm động niệm, quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo, số mệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niệm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niệm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ, siêng tu lục độ vạn hạnh, ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện. Người học Phật chúng ta nếu tu đến thời tiết nhất định sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn. Lúc ấy cần có tâm bình hòa, dẫn nhục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì Dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì Dượng, nhưng họ đi vắng, chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bất đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận chạy đến xô tôi té xuống đất và trách: sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị nghiêm nghị quở nó: em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường để dì Dượng nên chị luôn nhường nhịn, hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh vào mông nó một trận. Tiểu Vận bị tôi đánh khóc ầm lên, vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung. Đồng hồ, bàn, ly tách, các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết. Tôi khuyên ngăn vô ích. Ngay lúc đó dì Dượng tôi về, nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn, dì Dượng Phật ý hỏi với giọng đầy trách móc: vậy làm sao? Trời, vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả? Chẳng đợi tôi giải thích, Tiểu Vận vừa khóc vừa gào lên: là chị Hồng làm hết đó. Chị vừa đánh con vừa quăng đồ á. Không những làm con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn. Ba ơi, mẹ ơi, chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó. Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết trân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Dì Dượng tôi quá cưng em họ nên tin ngay. Họ giận dữ mắng tôi: tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay. Tôi muốn giải thích nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ: vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là Tiểu Vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen, cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài gia trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì Dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa bưng mặt khóc, còn Dượng ở cạnh bên thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu Vận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ một Tiểu Vận tuấn tú giờ đã biến thành cái đần độn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải,
nước dãi chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bất đắc dĩ kể cho tôi nghe. Con đi rồi thì qua ngày sau, Tiểu Dượng đột nhiên toàn thân co giật. Đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đi chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù Tiểu Vận, dì Dượng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho, nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho Tiểu Vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là tôi bắt đầu tụng kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho Tiểu Vận. Kỳ tích xảy ra. 3 ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của Tiểu Vận chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu Vận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con, phải không? Thật sự xin lỗi con nha. Hôm ấy dì đã mắng quang con hãy tha lỗi cho dì nghe. Tối nay con có rảnh không? Mời con đến ăn cơm với dì nha con. Thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn, hài hòa. Điều này làm tôi xúc động sâu sắc. Nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật Pháp, sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiện niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm nhẫn nhục, như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả Pháp vô ngã thành tụ nơi nhẫn. Nhân đây xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói năng hành động, phải dình tâm giữ miệng, chớ nói lời vu khống người. Vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình, nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch. Đọc đến đây bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu, vu khống, tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả Tiểu Vận mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích, đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này. Nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân, không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới dịch xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, Quả Hồng là Phật tử, không nói dối và tu rất biên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hộ giới mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp xa xưa. Thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ. Cho đến kiếp cuối cùng này, dù đã chứng A-la-hán rồi, vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình. Giống như câu chuyện Quả Hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy
Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc: họa nằm nơi đầu lưỡi. Ha ha ha, 问什么的说